Khoảng 13 giờ trưa này, một đám cháy bất ngờ bùng phát ở bãi trồng giữ xe tại địa chỉ số 35, số 37 Trần Quốc Hoàn. Đám cháy nhanh chóng lan vào các phương tiện và nguy cơ cháy lan. Người dân và chủ bãi xe đã tiến hành dập lửa, khống chế ngọn lửa bước đầu nhưng không thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu hộ. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế dập tắt. Thiệt hại ban đầu được xác định có khoảng 5 xe ô tô và một số xe máy bị hư hỏng sau vụ cháy. Nhà chức trách cũng cho hay bãi trồng giữ phương tiện bị cháy là bãi tự phát, có diện tích khoảng hơn 200m², được dựng và quay tạm bằng khung sắt, lợp tôn. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.